chào các giám đốc marketing à, video bài học tiếp theo của chương trình giám đốc marketing toàn diện thì à, tôi sẽ trình bày về cái chủ đề là xây dựng thương hiệu à, của doanh nghiệp hay là của nhãn hàng à, với vai trò các anh chị là giám đốc marketing thì chắc chắn là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu à, cho doanh nghiệp cũng như là cho các nhãn hàng à, hoặc là những cái thương hiệu mà chúng ta mới xây dựng mới đẻ ra đúng không ạ thì là như thế nào thì nó sẽ có một số phần lý thuyết cơ bản nên tôi sẽ nói nhanh và tôi sẽ nói vào những cái trọng tâm cho các anh chị và các bạn để các anh chị và các bạn hình dung ra thế thì hầu như chúng ta cứ mở mồm ra là chúng ta sẽ nói chuyện về cái việc là xây dựng thương hiệu xây dựng thương hiệu thế đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là thương hiệu là cái gì cái cấu trúc vai trò của nó sau đó là chúng ta xây bằng cách nào hao đúng không ạ Ta tập trung vào cái hao đấy cho nó nhanh thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy có rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng À, như là toyota mercedes hay là panasonic vin group vinfast à, Vinmake, những cái hệ thống các cái sản phẩm dịch vụ của vin nằm trong hệ sinh thái của vin đúng không thế thì trên thế giới thì có rất nhiều rất nhiều các cái thương hiệu và chúng ta trong đầu chúng ta cũng nhớ được rất nhiều các thương hiệu điện thoại thì chúng ta có apple samsung thời trang thì chúng ta có cao cấp thì lv gucci prada Đấy, à, trung cấp hơn thì có à, Mango Tommy à, à, Rồi thì Banana v.v Thấp cấp hơn nữa một chút Ở Việt Nam hàng nội địa thì à, Có Yodi, Wumac Rồi thì Arestino kiểu kiểu như vậy à, Thấp hơn nữa thì cũng có những cái dòng nữa Thì à, có rất nhiều Các cái thương hiệu chúng ta nhớ trong đầu Và nó liên quan đến từng nhóm sản phẩm Từng ngành hàng cụ thể vâng và, và trong từng Cái sản phẩm và từng ngành hàng thì chúng ta sẽ có top of mind tức là cái vị trí nhớ đầu tiên của người tiêu dùng về cái thương hiệu đó top of mind đúng không ạ? Và quan trọng là chúng ta phải đưa được cái thương hiệu của chúng chúng ta vào đầu khách hàng và nó nằm trong vị trí top of mind và khách hàng phải cảm nhận đánh giá yêu thích tích cực về thương hiệu à, thì chúng ta mới có cơ hội bán được hàng cho khách hàng và họ sẽ tái mua hoặc là họ sẽ yêu thích và trung thành với thương hiệu của chúng ta. Ok, à, đầu tiên thì theo hiệp hội marketing Hoa Kỳ À, thì chúng ta biết là thương hiệu là cái gì à, Thì ở đây là cái hiệp hội Mà rất là chuẩn rồi à, Họ đưa ra cái thương hiệu ở đây có nghĩa là Một cái tên, một từ ngữ Một dấu hiệu Một dấu hiệu có thể chỉ là một cái dấu ngoắc phẩy Của Nike đúng không ạ đấy. Hay là cái ô vuông Chia làm bốn Windows hay là quả táo cắn giỏ à, Thì đấy là một cái dấu hiệu Một cái biểu tượng à, Một hình vẽ hay tổng thể các yếu tố nằm trên À, nhằm xác định một sản phẩm hay một dịch vụ của một hay một nhóm sản phẩm hay một dịch vụ của một hay là một nhóm à, cái dịch vụ đúng không ạ mà người bán ấy, của của người bán ấy mà à, có thể phân biệt được cái sản phẩm và dịch vụ đó với cái đối thủ cạnh tranh nhé yeah. thế thì chúng ta thấy là cái định nghĩa này cho chúng ta thấy rằng là bản chất cái thương hiệu ban đầu của nó là được sinh ra là để phân biệt sản phẩm của của cái nhà này sản xuất so với cái nhà kia thương hiệu này so với cái thương hiệu kia đúng không? Ví dụ như là mình này nào? À, Samsung với lại uh, Apple hay là uh, Sony đấy, thì nó là các cái sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau và chúng ta gọi là các đối thủ cạnh tranh đấy, nha. Nó là một cái tên này hoặc một từ ngữ hoặc một dấu hiệu uh, có thể là bất kỳ cái gì trong số những cái liệt kê ra đấy, nhằm xác định một cái sản phẩm uh, hoặc là một cái dịch vụ hoặc là một nhóm đúng không ạ để phân biệt cái sản phẩm hoặc dịch vụ đó với đối thủ cạnh tranh được chưa? dễ hiểu không thể thích này nữa tiếp tục vâng thế thì theo uh, uh, cái tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới là wipo uh, wipo là tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới thì họ đưa ra định nghĩa là thương hiệu là một dấu hiệu hữu hình hoặc vô hình à, đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hóa hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức nào đó đúng không và đối với doanh nghiệp thì thương hiệu là một khái niệm à, của người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ với cái dấu hiệu của doanh nghiệp được gắn lên bề mặt sản phẩm và dịch vụ nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ và ngày nay thì chúng ta biết rằng là thương hiệu là một cái tài sản vô hình rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn bởi vì nó có giá trị thương hiệu nó có giá trị thương hiệu và ví dụ như là Google, Facebook, Amazon, Apple hoặc là những cái thương hiệu xe hơi như là Mercedes, Audi À, rồi thì bmw vân vân đúng không à, về mặt nhận diện thì thương hiệu nó là một cái tên hay một cái dấu một cái biểu tượng vâng <cười> <cười> xin lỗi đấy, thì à, chúng ta sẽ phải làm làm thương hiệu nếu mà chúng ta à, có thương hiệu rồi thì chúng ta sẽ phát triển nó lên thôi còn chưa có thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc là chúng ta phải phải vẽ ra cái à, logo tiếng anh mình hay gọi là cái logo cái biểu tượng đấy và cái nhận diện màu sắc các ý tưởng của nó đó thế thì thương hiệu là một thành phần phi vật thể đúng không mang tính cảm tính cảm nhận vô hình nhưng lại là một thành phần thiết yếu trong doanh nghiệp đấy ở Việt Nam thì cũng có những cái thương hiệu mạnh như là Vinamilk, Viettel, FPT, uh, Vietcombank, Vinhomes, Vinhomes là có SC, uh, Việt Nam Airlines vân vân có SC đó uh, hoặc là một số những cái thương hiệu mới nổi vân vân ok thế thì thương hiệu được hình thành như thế nào? thương hiệu được hình thành là trong cái quá trình mà khách hàng à, tiếp xúc, à, khách hàng cảm nhận, khách hàng trải nghiệm, đánh giá về à, sản phẩm và dịch vụ và các cái à, tất cả những cái thứ mà liên quan đến cái sản phẩm và dịch vụ đó, à, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là đã sử dụng hay chưa sử dụng và cái cảm nhận này, cái nhận thức này à, được hình thành thông theo thời gian và qua quá trình tìm hiểu thông tin, tiếp xúc với sản phẩm và dịch vụ và những người đại diện bán hàng đúng không? Vâng, khách hàng có thể hình thành đến các ý niệm và sự ghi nhớ tiếng anh gọi là thao và mai đấy, chúng ta thấy và họ được hình thành qua quá trình trải nghiệm thực tế và sản phẩm và dịch vụ, đúng không? À, trong quá trình tương tác và tiếp xúc với nhân viên của công ty đó, rồi thì à, thông qua các hoạt động truyền thông marketing tích hợp à, IMC đúng không? MC đấy, vâng, hoặc là digital marketing omnichannel, à, integrate omnichannel, vân vân. À, một số những cái câu chuyện về thương hiệu trên thế giới và tại Việt Nam thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. À, thế thì tôi cũng uh, đưa vào đây trong slide nhưng mà uh, không trình bày nhiều à, vì chúng ta là cấp độ giám đốc rồi. À, và như thế nào là một cái thương hiệu mạnh? À, thương hiệu mạnh thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là à, đó là cái thứ nhất là cái tính phổ biến, thứ hai là cái số lượng khách hàng, thứ ba là cái doanh thu và thứ tư là cái giá trị được định giá. À, thì ngày nay thì người ta sẽ thường định giá về thương hiệu nó có một cái tổ chức một số những tổ chức họ đi định giá về thương hiệu và có những cái thương hiệu được định giá hàng uh, nghìn tỷ đô la giá trị thương hiệu đúng không ạ trên thế giới cũng có những thương hiệu được định giá vài tỷ hoặc là vài trăm triệu đô đó ở Việt Nam thì thường là các thương hiệu cái giá trị của nó cũng sẽ yếu hơn vâng những cái giá trị lợi ích của sản phẩm và dịch vụ đem lại cho khách hàng đó rồi thì giá trị vô hình giá trị cảm nhận À, thí dụ như là tại sao chúng ta lại mặc một cái 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 váy một cái túi của một cái hãng thương hiệu lớn bởi vì nó rất là đắt tiền đúng không ạ nó đem cho chúng ta có một cái cảm giác một cái cảm giác hàng hiệu hàng cao cấp đó Thế thì những điều đấy để cho chúng ta thấy rằng đó chính là cái giá trị vô hình nó đem đến và vâng. mức độ phổ biến như tôi vừa nói đúng không ạ à, ok tiếp tục là giá trị hữu hình À, à, thương hiệu thì là vô hình nhưng mà giá trị của nó hữu hình và có thể đo đếm được à, thông qua các cái tổ chức như tôi đã nói à, thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là cái xếp hạng à, 2019 thế thì chúng ta cũng có thể vào google à, chúng ta cũng có thể vào google để chúng ta à, tìm hiểu cái xếp hạng à, à, mới nhất à, 2022 xem sao um, rank đúng không ạ ranking ok đó chúng ta sẽ sort À, thường là cái tổ chức cái đơn vị có tên là Interbrand, à, cái đơn vị này cũng cũng khá là uy tín trong việc xếp hạng các cái thương hiệu. Vâng, thì chúng ta nhìn thấy năm nay là năm 2023 mà, thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta xem họ ranking tức là họ đánh giá những cái thương hiệu lớn nhất trên thế giới như thế nào. Và đây là top 20 20 thương hiệu lớn nhất thế giới. Đầu tiên là Apple. Vâng, đấy họ định giá đây chúng ta nhìn thấy thế còn họ định giá bằng công thức nào bằng những cái um, chỉ số gì thì quả thật là tôi và các bạn cũng không biết thì chúng ta phải xem vào đây nghiên cứu để xem này uh, interbrand họ đã xếp hạng theo cái uh, những cái công thức uh, bằng những cái biến số như thế nào uh, sau đó là microsoft đúng không ạ và toàn là những cái thương hiệu mà rất là phổ biến với chúng ta uh, ít nhiều chúng ta đã sử dụng uh, rồi thì uh, amazon amazon là một cái nhà bán lẻ trực tuyến google thì quá là phổ biến với người việt chúng ta rồi à, samsung à, samsung thì chúng ta hay sử dụng à, máy tính tivi điện thoại máy giặt đó tủ lạnh à, à, một cái nhà sản xuất à, điện tử điện lạnh à, điện gia dụng hàng đầu thế giới đúng không ạ vâng đứng thứ năm nó là hàng đầu là không sai rồi à, toyota sản xuất xe hơi coca cola à, chuyên à, sản xuất và phân phối nước ngọt đúng không ạ nước ngọt có ga Uh, Mercedes-Benz vâng uh, chúng ta hay đọc là ở việt nam chúng ta hay đọc là và uh, tiếng anh đọc là Mercedes-Benz vâng uh, Disney uh, Disney thì bây giờ họ mua lại rất là nhiều các cái hãng phim cho nên là Disney bây giờ có thương hiệu uh, và cái giá trị thương hiệu cũng rất là lớn Và vâng. Nike vâng một cái hãng thể thao uh, được xếp hạng rất là cao uh, hơn cả Azidat uh, hơn những cái hãng Puma v v Nike là một cái hãng đứng top 10 thế giới giá trị thương hiệu cái dấu phẩy ngoắc này hết sức phổ biến đúng không ạ McDonald một cái nhà sản xuất và phân phối cũng như là chuỗi bán lẻ thức ăn nhanh đúng không ạ nó cũng tương tự với kFC nhưng mà nó tính phổ biến của nó cao hơn số lượng các cái cửa hàng của nó lớn hơn và các bạn thấy là giá trị thương hiệu của nó đứng thứ 11 Tesla đứng thứ 12 BMW đúng không ạ? Tesla là một thương hiệu mà mới chỉ có mặt trên thị trường khoảng 12 đến 15 năm nay. À, trong khi đó Toyota đã có giá trị thương hiệu là hàng trăm năm rồi. À, đây là Tesla nó bị giảm giá trị thương hiệu chứ còn lúc trước là nó còn xếp trên cả Toyota cơ. À, à, sau đó đến Louis Vuitton tức là một cái nhà mốt đúng không ạ? Chuyên à, sản xuất và bán những cái sản phẩm thời trang xa xỉ và siêu xa xỉ. Cisco cũng là một cái nhà, một cái đơn vị cung cấp các cái giải pháp về công nghệ tương tự, giống giống như kiểu Microsoft. Các bạn có thể hiểu đấy là một công ty công nghệ. Nhưng họ sẽ có những cái sản phẩm khác. Instagram thì ở đây là một cái trang mạng xã hội, đúng không ạ? Thuộc công ty Meta. Công ty Meta thì sở hữu Facebook, Instagram, WhatsApp. Và hiện nay Instagram còn có gì, giá trị còn cao hơn cả Facebook. Facebook năm nay là một năm mà cũng giảm giá trị thương hiệu rất mạnh. Chứ năm ngoái thì Facebook nó đứng trên Instagram là chuyện bình thường. Và IBM và là một cái cũng là một cái công ty công nghệ, Intel cũng là một công ty công nghệ và Sharp cũng là một công ty công nghệ. Và chúng ta nhìn thấy là trong top 20 thì rất nhiều các công ty công nghệ, đúng không ạ? Rất nhiều các công ty công nghệ. Đấy. Thì chúng ta có thể xem video đây, một à, trăm cái thương hiệu lớn nhất trên thế giới đây. Đấy. thì chúng ta sẽ nhìn ở đây à, vàng và điều à, tôi sẽ nhìn lại một chút ý tôi muốn nói là điều rất là tiếc đấy là chúng ta chưa hề xuất hiện một thương hiệu nào của Việt Nam à, chưa hề à, chúng ta hy vọng trong những năm tiếp theo thì bảng xếp hạng của Interbrand là sẽ có thương hiệu của Việt Nam ok à, như vậy chúng ta đã hình dung ra cái định giá và cái giá trị của thương hiệu rồi đấy. Đấy, rồi thì chúng ta sẽ có thể kinh doanh nhượng quyền thương hiệu à, thì cái phần này là liên quan đến về chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing à, thì chúng ta sẽ muốn xây dựng thương nhượng quyền thì à, chúng ta phải có thương hiệu chúng ta phải đăng ký bảo trí tuệ thương hiệu à, xây dựng một cái điểm bán chuẩn và cái quy trình chuẩn đó sau đó thì chúng ta sẽ à, chạy quảng cáo marketing làm truyền thông để thu hút làm nhượng quyền à, và À, có rất nhiều những cái sản phẩm như là đồ ăn đồ uống thời trang đồ công nghệ đều có thể làm những quyền được ok à, đầu tiên để để làm thương hiệu nếu như chúng ta chưa có thì tôi đã nói rồi là chúng ta phải phải thiết kế logo à, xây dựng thương hiệu à, ban đầu là cái bộ nhận diện thương hiệu chuẩn đã cái bộ nhận diện thương hiệu thế thì ở đây thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là à, tôi thì cũng có một số những cái, cái kinh nghiệm nho nhỏ là À, cũng đã làm à, một số những cái logo à, cũng rất là đẹp mắt à, cho một số những cái thương hiệu dù không nhiều à, dù không nhiều <laughs> thí dụ như là ra <laughs> ban shop vn và à, đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cái là chuỗi bán hàng nhật thì trước đây tôi cũng có tư vấn cho cái chuỗi này à, logo à, rồi slogan à, thì tôi có đến đó thì à, để tôi hỏi là thế phải canh chỉ bán hàng nhật đúng không không bán cái hàng gì khác đúng không và đúng rồi chỉ bán hàng nhật thôi ạ thế để tôi mới bảo là vậy thì logo thì như thế này lấy một cái cổng trời đúng không một cái biểu tượng à, và hình tròn nó nó mang cái 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 giống như cái cờ của nhật nó rất là dễ để 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 nhận diện đấy là hàng nhật đúng không hay là có nguồn gốc hay có liên quan đến nhật đấy màu hình tròn màu đỏ sau đó là vì chỉ bán hàng nhật thì tôi bảo là thế thì slogan là chỉ bán hàng nhật thế thôi kiểu như vậy thế thì cái câu chuyện ở đây là có tôi cũng đã thiết kế khá là nhiều những cái thương hiệu và điều cũng may mắn là những cái thương hiệu mà tôi thiết kế thì đều khá là thành công thì ở đây thì bước một như tôi nói là chúng ta phải thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuẩn sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu chúng ta xây dựng thương hiệu thế thì chúng ta làm một cái giám đốc marketing hay giám đốc truyền thông thì chúng ta thường thấy là À, em phải đi xây dựng thương hiệu vậy thì xây dựng thương hiệu là làm thế nào đấy, làm thế nào thì ngày nay để xây dựng thương hiệu và biết rằng là một cái thương hiệu đấy có nổi tiếng hay không thì cũng dễ là đo đếm được à, thứ nhất đấy chính là à, chúng ta sẽ à, sử dụng các cái hệ sinh thái về xây dựng thương hiệu như là các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, YouTube, à, TikTok, Zalo, à, Instagram à, và à, website rồi thì app rồi email chúng ta sẽ có một cái loạt những cái công cụ như vậy và sau đó trong từng công cụ đấy chúng ta sẽ đo lường thí dụ như là chúng ta có hàng trăm nghìn lượt theo dõi chúng ta có hàng triệu lượt theo dõi chúng ta đăng video lên thì có hàng triệu lượt xem đúng không ạ mỗi một video để có hàng triệu lượt xem thì hàng trăm video để có hàng trăm triệu lượt xem hoặc là hàng tỷ lượt xem thì khẳng định rằng là chúng ta có thương hiệu rồi chúng ta bán được hàng và khách hàng biết đến chúng ta, ô ô cái thương hiệu này tôi biết, à cái này tôi đã dùng rồi tôi đã xem rồi vân vân. Thế thì tất cả những cái điều đấy là cái điều mà để chúng ta xây dựng thương hiệu và khi xây dựng thương hiệu thì người ta là làm cái việc như tôi vừa hướng dẫn, tức là chúng ta tạo ra các kênh để truyền đạt nội dung thông điệp đến cái đối tượng khách hàng mục tiêu và sau đó thì chúng ta làm cho nó phổ biến lên và có nhiều người biết đến hơn và chúng ta đo lường được cái cái số lượng này. Ok, à, thì đây là cái bài à, video nói về thương hiệu à, phần thứ nhất. À, các phần tiếp theo thì tôi sẽ nói tiếp về thương hiệu, xây dựng thương hiệu và cả nhân hiệu nữa. À, sẽ stop ở cái phần đây để cho nó đỡ dài. Và à, cảm ơn các giám đốc rất nhiều, cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại à, sau video bài học ngay sau đây.